Làng Sơn Cầu, nay thuộc ba thôn Tam Kỳ, Phúc Thọ, Lê Cao của xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, là một ngôi làng cổ có truyền thống văn hóa và cách mạng, mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi sản sinh ra nhiều danh nhân nổi tiếng như nhà cách mạng Tô Trấn, Tô Hiệu, Lê Văn Lương, danh họa Tô Ngọc Vân, nhà văn Nguyễn Công Hoan, Chủ tịch nước Tô Lâm. Làng Sơn Cầu ngày nay còn lưu giữ nhiều công trình văn hóa cổ, giữ nét quê trong cuộc sống hiện đại. Công trình văn hóa cổ nhất còn tồn tại đến ngày nay ở làng Sơn Cầu, đó là giếng cổ cộng đồng có niên đại hơn 1.200 năm, có từ thời nhà Đường. Đây là giếng cổ độc đáo, hiếm có, được làm bằng các khối đá xanh xếp chồng lên nhau, nước giếng trong và có nước quanh năm. Theo các cụ cao niên trong làng, vị trí đặt giếng được người xưa coi như mắt rồng, nơi tập trung linh khí của làng Xuân Cầu. Trước đây, giếng cung cấp nước cho cả làng. Người dân làng Xuân Cầu vẫn truyền tay nhau bài thơ về sự độc đáo của giếng cổ. Làng tôi ăn nước giếng khơi, xây toàn bằng đá, nước thời trong veo. Ba thôn không có người nghèo, có bốn lịch sử thì theo anh về. Xung quanh giếng cổ này có những câu chuyện thú vị và kỳ lạ. Cái giếng này ấy, là được ở địa phương này rất là quý trọng, hàng ngày là lấy nước về để ăn. Thế còn nhân dân địa phương xung quanh đây ấy, người ta cũng biết được cái giếng này ấy, là cái giếng có một cái mạch nước rất là ngon. Thế cho nên là xin các cụ ở địa phương này là ít nước để về làm tương ăn quanh năm. Bởi vì cái nước nó vừa ngọt, nó lại không bị làm tương, nó không bị thối. Thế rồi mùa hè thì các nhà gia đình có cháu nhỏ thì xin nước về để tắm cho các cháu được mát và đỡ rôm sảy. Thế là làng quê hương chúng tôi gọi cái giếng này như là một cái giếng mắt thần. Đấy, nó có một cái long mạch rất là ngon. Cạnh giếng cổ cộng đồng là công trình cổng làng có niên đại hơn 100 năm, tu bổ hai lần vào các năm 1930 và 1997. Cổng làng Xuân Cầu mang đặc trưng kiến trúc của cổng làng Bắc Bộ xưa với kết cấu một cổng, hai tầng, hoa văn họa tiết trang trí cầu kỳ. Trải qua hàng trăm năm, cổng làng vẫn trường tồn cùng thời gian, mang nét cổ kính, trở thành biểu tượng của làng Xuân Cầu. Thôn Tam Kỳ ngày xưa, tức là xung quanh là bao bọc bằng một lũy tre, thế cho nên là cổng ra đồng. Thế trên đó có đề bốn cái chữ là thị vị đại đồng. Tức là tại đây thì nhìn ra một cánh đồng lớn. Nhân dân thì như vậy là ngày xưa đi làm thì ở đồng gần thì như thế là sẽ về quanh cổng đồng đây để nghỉ. Thế cả đồng xa thì như vậy còn có quán rố, quán trắng, quán đá, tức là ba cái quán nữa ở giữa đồng. Có một điều đặc biệt sau cánh cổng làng, đó là con đường được lát gạch vỉa nghiêng như ngày xưa, chứ không đổ bê tông hay chảy nhựa như bây giờ. Điều này tạo nên nét cổ cho cổng làng và đường làng, mặt khác lưu giữ tập tục xưa của làng. Có cái lệ như này, tức là con gái lấy chồng ở thôn ấy, thì như thế là nộp treo là 300 viên. Thế mà con trai ở làng khác ấy, đến lấy vợ ở đây thì nộp treo như vậy là 500 viên. Các cụ là dùng cái đó để mà xây dựng lên cái đường làng như thế này. Một công trình văn hóa tâm linh khác của làng Xuân Cầu, đó là di tích Quán Dố, thờ ông Dố tức Ma Lỗ Đại Vương. Quán Dố được xây dựng từ trước thế kỷ 15. Theo truyền thuyết, ông Dố là vị thần bảo vệ, đồng áng, phù hộ cho dân làng, làm ăn thuận lợi, mưa thuận gió hòa, phù hộ cho học trò đỗ đạt cao, điển hình là nho sinh Đỗ Nhân, người làng Lại Ốc, xã Long Hưng. Thời kỳ tiền khởi nghĩa và kháng chiến chống Pháp, Quán Dố là địa chỉ liên lạc gặp gỡ hội họp của các đồng chí xứ ủy Bắc Kỳ. Hiện nay quần thể di tích bao gồm miếu thờ ông Dố và Quán Dố, nơi nghỉ ngơi của người làm đồng. Tương truyền, Quán Dố là vọng gác tiền tiêu của nghĩa quân Việt Vương Triệu Quang Phục thời ông khởi binh chống Ách Đô Hộ nhà Lương trên đất nước ta. Sau này Quán Dố cũng từng là điểm dừng chân và lui tới hội họp của các đồng chí cán bộ xứ ủy Bắc Kỳ, tỉnh, huyện và xã. Và Quán Dố trong cái thời kỳ chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng 19 tháng 8, Quán Dố cũng là điểm hội họp để tuyên truyền vận động nhân dân
đứng lên làm cuộc tổng khởi nghĩa năm 1945. Sau cách mạng tháng 8, quán Dố cũng từng là nơi hội họp và tập luyện võ nghệ của thanh niên tiến bộ trong vùng. Theo thần tích, thần sắc còn lưu lại tới ngày nay, miếu thờ Thành Hoàng làng Xuân Cầu có lịch sử gần 800 năm, thờ Đức Thành Hoàng, Hoa Kiều Lang Đại Vương, một vị nhân thần có công giúp vua Trần Thái Tông đánh bại quân xâm lược Nguyên Mông ở thế kỷ thứ 13. Thần phụ của ngài là Lê Thuận, thần mẫu là Tô Thị Huyền, người làng Xuân Cầu. Các triều đình phong kiến ban tặng 24 đạo sắc phong, ban nhiều mỹ tử cho Thành Hoàng làng Xuân Cầu. Chủ tịch nước Tô Lâm, người con của làng Xuân Cầu, đã nhiều lần về thăm và dâng hương ở miếu Thành Hoàng làng. Mùa xuân năm Đinh Dậu 2017, được sự phát tâm công đức của gia đình ông Tô Quyết Tiến là cháu ruột của liệt sĩ Tô Trấn, Tô Hiệu phát tâm công đức và được sự đồng tình ủng hộ của bà con xa quê cũng như là cán bộ và nhân dân thì miếu thờ Thành Hoàng làng được phục dựng lại vào năm 2017 để trang nghiêm. Hàng năm thì tức là vào các ngày mùng 7 tháng Giêng, tức là ngày Đức Thành Hoàng làng hiển thánh phù giúp vua Trần Thái Tông đánh dẹp dân làng, sẽ tổ chức tế lễ để tri ân Đức Thành Hoàng làng. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, các thôn thuộc làng Xuân Cầu xưa luôn trân trọng và gìn giữ, bảo tồn những công trình văn hóa để giữ nét quê trong cuộc sống hiện đại. Người làng Xuân Cầu luôn tự hào về truyền thống văn hóa của quê hương mình, mảnh đất Địa Linh, Sinh Nhân Kiệt.